Xin kính chào thầy giám đốc sở, đại diện cho trường Cao đẳng Thái Nguyên rất vui mừng được gặp lại thầy tại mảnh đất Siêng Khoảng. Tôi cũng đề nghị thầy cho một vài ý kiến đánh giá về trường Cao đẳng Thái Nguyên, nơi đã đào tạo các em lưu học sinh của tỉnh Siêng Khoảng đến học tập, và cho ý kiến về cái chất lượng và cái năng lực làm việc của các em sau khi quay lại Siêng Khoảng để làm việc trong các cơ quan của nhà nước cũng như làm việc trong các doanh nghiệp. Sau đi thần huân à hay là sự xả thì cần để kỳ là khoảng sinh khoảng tăng là hay hùng hiền vi thần nhà này Thái Nguyên để khoan hồ sức nhìn đi từ đây toàn học ô buồn đây cần mà hiệp giam để hết việc thân ý họ nắm anh chán cảm ơn cần chi sòn có sàng là sự xả nào thì mà hầm hiền thì hùng hiền vi thả Thái Nguyên toàn lán hiền chốc cặp mà và thiệt lào phạm sa mạt chú nó bên đeo đấy ăn hết việc bên đeo đấy thưa các sao bài đi trên điều cắn thì thằng căn năm khoảng như này thành nhất đây mà dâm dạm hết việc của cảnh sức khỏe sống lập các sức xá thì đây hiền mà chặt như này thành nhất hiền và nập hiền đầu nắn đây ประกอบ ประกอบ ship thằng hết cặp phạc lập và cái hết phạc ịch sốn แล้วเขาเจ้าก็บางคนก็เป็นได้ประกอบอาชีพด้วยตัวเองเห็นว่าคุณภาพการเรียนและประสบการณ์การเฮ็ดเวียกมันถือว่าได้ดีหลายxin kính chào thầy. Chúng tôi cũng có cảm nhận rất là vui mừng và vinh dự được đón tiếp về việc đánh giá các em học sinh Lào sau khi tốt nghiệp ở trường Cao đẳng Thái Nguyên trở về đất nước Lào. Thì các em đã làm việc trong các cơ quan của Đảng, Chính phủ, và có một số em thì làm việc với các công ty tư nhân, và cũng có một số em tự làm việc cá nhân. Nhìn chung thì các em sau khi học ở Thái Nguyên thì đã có được những kinh nghiệm rất là tốt và khả năng làm việc cũng rất tốt. Khóc chạy năm thì khua chán, cả năm cùng với hệ lại Thái Nguyên thì đây sẽ xây xích xón là ôm hôm sẵn sòn lúc làn đối với bộ đang hiện cảnh sinh khoáng thì đây khẩu cấp áo vi xa giáp họ thì đây hiện mặt tỏ nhọt hiện hay khẩu cho nghĩa xịp khi mặn khủng. Xin được gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo và tất cả các thầy cô giáo ở trường Cao đẳng Thái Nguyên thì đã đào tạo dạy dỗ các em học sinh Lào nói chung, đặc biệt là các em học sinh trên địa bàn tỉnh Siêng Khoảng nói riêng. Sau khi học xong về thì các em đã có một công việc rất là ổn định lâu dài. Thì nhìn trên công tác thừa ủy quyền của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tới làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Thể thao của Siêng Khoảng, trường Cao đẳng Thái Nguyên trao các suất học bổng tiếp tục tài trợ cho các em học sinh sang Việt Nam để học tập, trong đó học tập tại trường Cao đẳng Thái Nguyên. Cũng mong muốn ngài giám đốc sở tiếp tục quan tâm tới các em học sinh cũng như là quan tâm tới nhà trường Cao đẳng Thái Nguyên cùng phối hợp để hỗ trợ các em trong quá trình học tập cũng như là giới thiệu các cái việc làm, cơ hội việc làm cho các em sau khi quay trở lại tỉnh để làm việc. Nay can đơn thang bắt bắt việc ngàn mà ní tam khám sẵng phòng can năm khoảng Thái Nguyên cả văn và thàn hồn à phần hệ sức xã thị can lại kỳ lao khoảng Siêng Khoảng sùm thốt năm thang Hồng Hiền nay can xuống nạc hiền phải hiền thì Hồng Hiền lại còn nạc hiền hiền chốt cặp mà bắt thiệt Lào ก็ช่วยจุน้องหาเพียบใส่ดีก็บ่มีปัญหาเนาะดับแต่นี้ต่อไปเราก็สิพยายามร่วมมือกันตื้มคนเขาลุมกันเมื่อวานนี้มาตัวเลขเป็นโควต้าที่ให้นักเรียนไปก็ดีและหรือว่าการระดมโฆษณาให้นักเรียนไปเรียนนอกแผ่นก็ดีขอบใจที่ทางมหาลัยได้เสนอเงื่อนไขเพื่อจะช่วยเหลือพวกข้าพเจ้าก็สิพยายามโฆษณาปลุกระดมให้ลูกหลานได้ไปtham tự nhiên của việc này thành nhân. Theo cái chỉ tiêu trong cái cuộc hội đàm hôm qua với các cái suất học bổng mà phía tỉnh Thái Nguyên cũng như trường đã tặng cho tỉnh Siêng Khoảng, ngoài ra phía tỉnh cũng sẽ vận động tuyên truyền để các em học sinh sẽ đi học bằng cái tài chính tự túc, và mong rằng tiếp tục kể từ nay trở đi thì tỉnh Siêng Khoảng
và trường tiếp tục tăng cường cái hợp tác để đào tạo các em học sinh Lào. Một lần nữa là thay mặt đoàn công tác xin trân trọng cảm ơn thầy giám đốc sở, và cũng chúc cho tình cảm giữa hai tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Sơn Quảng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Xin cảm ơn thầy giám đốc. Khân đi chuyên đường tăng này khả năng tìm ngán phó khọp cháy thần hồn ạ phát thích cán lại kỳ là khoản sư khoáng cư hội khoản hải xài phổ khăn phí xếp là bằng xóm khoản Thái Nguyên Sơn Quảng thiếu sốt vốt ngàm và lọt sủa các bạn ạ. Khân đi chuyên đường phó khọp cháy khọp cháy xin được cắt. Cảm ơn nhiều. Tình Việt Lào anh em, tình Việt Lào anh em.